Hello, xin chào quý cô chú anh chị nha. Lại là em Thi đây. Hôm nay là tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế tại Diên Khánh quý anh chị. Sau lưng em Thi nè là cái khu đô thị Phú Văn Nam giai đoạn 2 đang làm nha quý anh chị. Cái quỹ đất này thì có thể tương lai là sẽ đấu giá đó quý anh chị. Và em Thi có hai cái lô đất nền cạnh bên cái khu đô thị Phú Văn Nam đang làm luôn đó, để gửi đến quý cô chú anh chị đầu tư. Nhưng mà trước khi mà đi vào thông tin chi tiết sản phẩm bất động sản ngày hôm nay á, thì quý cô chú anh chị nhớ cho em Thi xin một like và một đăng ký, coi như là cái động lực để mà em Thi đi quay thường xuyên hơn. Em Thi cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn đó. Rồi bây giờ là mình cùng đi vào thông tin chi tiết cái sản phẩm bất động sản ngày hôm nay mà em Thi muốn gửi đến quý cô chú anh chị nha. Trước mặt quý cô chú anh chị đây là cái con cái khu đô thị Phú Văn Nam giai đoạn 2 đang làm quý anh chị. Rất là đẹp quý anh chị, hạ tầng là hoàn thiện gần xong rồi quý anh chị. Cái đoạn này thì em nghĩ là chắc tầm hơn nửa năm nữa là sẽ xong rồi quý anh chị. Điện trụ điện đường nè, rồi đường nhựa làm rất là nhiều. Và cái con đường em Thi đứng này nè, là cái con đường đây trước mặt của cô chú anh chị nè, là cái con đường này là sẽ được quy hoạch mở rộng 20m rồi quý anh chị. Con đường này sẽ được mở rộng quy hoạch 20m, một đầu là kết nối vô khu thị Phú Văn Nam, một đầu là chúng ta đi ra lại đường quốc lộ 1A. Ngay đây quý anh chị thấy xe chạy qua không, thì lắp của mình nó cách quốc lộ 1A đi vào tầm khoảng hơn 100m thôi quý anh chị, rất là gần. Và nó cách cái trục đường em Thi đang đứng nè chỉ tầm khoảng 10-20m thôi đó. Đây lô đất thì em Thi giới thiệu nó nằm trong cái đoạn đường này, sát bên sát cạnh bên cái khu đô thị Phú Văn Nam luôn đó, rất là đẹp quý anh chị lên đây nhìn hạ tầng làm đẹp lắm, đẹp kinh điển luôn. Đường nhựa nè, điện đường này làm hết rồi đó, rồi làm cống làm đầy đủ rồi đó. Rồi có hai cái lô trong đây, hai cái lô liền kề. Cái này thì đất dân cắt bán rồi nha quý anh chị, đất dân cắt bán thôi. Khu vực này anh chị thấy không, dân cư ở là hiện hữu rất là đông rồi nè đó. Có hai cái lô ngay đây luôn nè. Nói chung là hai lô này thì phù hợp để mà mua đầu tư đón sóng khu thị Phú Văn Nam, không là mua xây nhà cũng rất là tốt đó. Đây em có hai cái lô ngay đây, hai lô ngay đây thì hiện tại á, là đã có pháp lý là bản vẽ chuẩn rồi đó, chuẩn bị ra sổ rồi. Còn ranh cọc á, thì cũng sắp cống, sắp cắm rồi nha quý anh chị. Bên đây một lô và bên đây một lô thì hai lô này thông tin thông số như thế nào? Hai lô này thì diện tích của nó đều là 100m² quý anh chị, đều là một, bên đây 100m² này, bên đây 100m², mỗi lô là ngang 5m nha, mỗi lô là ngang 5m và dài khoảng 20m, dài ra tận đằng sau đó, 5 x 20 quý anh chị, 5 x 20. Hai lô này thì đều là hướng tây hết nha quý anh chị, hướng tây đó. Đường bê tông hiện trạng trước đất là rộng khoảng 3m, 3m rưỡi, nói chung là ô tô thì vẫn đậu trước nhà được đó. Và đường này là thông nha quý anh chị, đường này nó thông 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 nha. Đối diện mình là nhà dân đây nè, đối diện mình là nhà dân nè. Hai lô này thì full thổ nha quý anh chị, hai lô này là full thổ, mỗi lô ngang 5m. Ở đây thì chúng ta có cái răng tổng rồi nè, cái răng tổng, cái bê tông nè đó, cái dàn bê tông nè, qua 5m. Nói chung á, hai lô này á là để đón sóng quý anh chị biết sao không? Tại vì khi mà cái khu dân cư Phú Văn Nam này á mà được bàn giao cho chủ đầu tư á, mà để đi vào mua bán á, thì em Thi nghĩ là cái đoạn đất ở khu đô thị này á, giá là không dưới 20 nha quý anh chị, giá là không dưới 20 triệu luôn. Cái này là có thể là chắc chắn luôn á, khu đô thị Phú Văn Nam này giá sẽ không dưới 20 triệu đó. Và hai cái lô sát bên như thế này nè, em Thi bán chỉ có 15 triệu m² thôi quý anh chị đó, 15 triệu m² thôi, rất là rẻ đó, rất là phù hợp để đầu tư luôn. 100% thổ nha, sau này là 100% thổ. Đó. Sát bên cái khu thị Phú Văn Nam đang làm, cái khu thị này á, mà khi mà bàn giao ra mua bán á, thì em Thi nghĩ là nó không dưới 20 triệu m², đảm bảo là không dưới 20 triệu m², mà trong đây là em Thi bán chỉ có 15 triệu m² thôi, sát bên luôn, quá rẻ quý anh chị. Nó cách cách cái mấy lô đất à, cách con đường là cách hai ba lô đất đây đó, là hai lô của em Thi đang bán ở đây đó. Vị trí này á, thì nằm tại xã Diên An thuộc huyện Diên Khánh, cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ rơi đâu vào đây đó tầm khoảng 10 cây số thôi, tầm khoảng 10 cây số thôi quý anh chị, đó là về Nha Trang đó. Cái hướng này là chúng ta đi ra lại trục đường 23 tháng 10, hướng này thì đất mình á đi ra lại đường 23 tháng 10 chỉ tầm khoảng 500m thôi quý anh chị, 500m thôi. Cách ủy ban xã Diên An tầm khoảng 500m nè, cách chợ Diên An và chợ Thành tầm khoảng 1 cây số nha, 1 cây số thì chúng ta tới cái chợ Thành đó, rồi chợ Diên An. Còn cái hướng này nè là chúng ta đi lại quốc lộ, anh chị thấy xe lớn chạy không, đó, xe lớn chạy nè. Xe lớn chạy đó, thì đất mình cách đâu đó tầm khoảng hơn 100m là chúng ta đi ra lại quốc lộ 1A rồi, rất là gần đó. Xung quanh là dân cư hiện hữu rồi nha,
Khu này thì đang làm khu Quận Nam giai đoạn 1 á, thì nằm bên kia đã hoàn thiện rồi, đưa vào cho người dân bắt đầu xây dựng rồi. Còn bên này thì giai đoạn 2 đang làm đường nhựa rất là đẹp. Em thì ghé qua đây một chút cho quý cô chú anh chị coi giai đoạn 2 làm nè. Đó. Trộn cống rồi máy múc đồ này nọ nè quý anh chị thấy không? Đó. Đây đường đang làm nè. Giai đoạn 2 rất là đẹp luôn quý anh chị. Đó. Cái này thì em thì người sắp tới là đấu giá thôi. Đấu giá đó quý anh chị. À đây nó có một cái đường nhánh xuống nè quý anh chị ơi. Cái này là cái đường nhánh xuống là đất mình luôn nè. Đó, thông từ khu đô thị qua đất mình luôn. Đó. Về cái chỗ này á thì giá là em thì nghĩ là nó không dưới 20 đâu. Không dưới 20 triệu mét vuông đâu sau khi mà đấu giá xong. Đó. Cái đoạn này là cái đường này cũng thông ra quốc lộ luôn nè. Đó. Mà đất em thuê bán chỉ có 15 triệu mét vuông thôi. Giá thì còn bớt lọc bao toàn bộ cái chi phí sang tên cho quý cô chú anh chị luôn nha. Đó. Hai lô 5 x 20 100 mét vuông. Đó, cái hướng này ra là 23 tháng 10 này quý anh chị. Đi tầm khoảng 500 mét là chúng ta ra lại được 23 tháng 10 rồi. Ra là 23 tháng 10 hướng này là chúng ta có ủy ban nè, trường tiểu học Diên An nè. Đó. Rồi đi về lại Nha Trang thì tầm khoảng 10 cây. Mà đi qua bên thị trấn Diên Khánh này thì tầm khoảng một cây số thôi là chúng ta tới thị trấn Diên Khánh rồi, nó rất là gần. Diên An là cái xã, anh chị biết sao không, Diên An thì em nói cũng cái vấn đề này rất là nhiều rồi, là tương lai á, là nó sẽ được sáp nhập vào thành phố Nha Trang, để mà thành phố Nha Trang đủ diện tích để lên mà thành phố trực thuộc trung ương thì Diên An là một trong những cái xã nó giúp cho anh là thành phố Nha Trang, thì tương lai rất là tiềm năng khi mà nó đã sáp nhập về thành phố Nha Trang rồi thì giá đất cũng như là giá đất khu vực này đó nó sẽ tăng nha quý chị nha, nó sẽ tăng, nên là đầu tư ở Diên An thì nó rất là tốt. Đó. Mà cái hai cái lô này thì nó nằm ngay cái lõi dân luôn, nằm ngay cái lõi dân luôn, xung quanh là dân cư hiện hữu rồi. Đó. Đường á, cái đường mà đường lớn ở ngoài nè, thì cái đường này nó sẽ quy hoạch mở rộng ra 20 mét nha quý chị nha. Bắc mình thì nó cũng sát bên đường 20 mét luôn. Đó. Hướng này là thông ra là 23 tháng 10 nè, hướng này thông là 23 tháng 10, còn cái hướng ngược lại là chúng ta thông ra quốc lộ 1A. Rất là gần. Cái đường này thì hiện trạng nó như vậy, nó không có quy hoạch mở thêm nên nói chung là ô tô 4 chỗ 7 chỗ thì chúng ta vẫn đi vào được thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Ô tô 4 chỗ 7 chỗ đậu trước đất luôn. Em thì mô tả lại ha. Đây thì chưa cắm ranh cắm trụ, nhưng mà khi mua bán là sẽ bàn giao ranh trụ đàng hoàng với cô chú anh chị yên tâm nha. Đó, hai lô, một lô, hai lô. Hai lô đều là 100 mét vuông hết, full thổ cư. Mỗi lô là ngang 5 mét, lô này hướng Tây, hai lô này hướng Tây hết. Đó, sổ hồng là full thổ cư, hồng full thổ cư, 5 x 20, xung quanh nhà nè, đó, nhà, điện nước đầy đủ luôn, rất là đẹp. Rồi, em thi quay hai lô này rất là chi tiết rồi, quý cô chú anh chị nào đầu tư á, quan tâm hai cái sản phẩm này, thì vui lòng là kết nối với em thi qua số điện thoại dưới phần mô tả, để em thi tư vấn chi tiết cũng như là đưa quý cô chú anh chị đi xem thực tế luôn nha. Đó, quý cô chú anh chị đã xem tới đây rồi thì nhớ cho em thi xin một like, là một đăng ký, coi như là cái động lực để mà em thì đi quay thường xuyên hơn. Em thì cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Đó. Chúc quý cô chú anh chị ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Em thì xin phép là dừng video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại.